là hồi nào giờ chưa có yêu ai luôn. Dạ không nha, tình yêu cũng chưa có thực sự. Chưa có tình yêu luôn, dạ. Chỉ có tình bạn thôi. Tình bạn à? Có nắm tay ai chưa? Như là cũng có rồi. Có nắm tay nắm rồi, tay rồi à. Quan rồi. Trọng là có được ai hung bao giờ vào mình hung bao giờ chưa? Cũng có chuẩn bị rồi. Em chuẩn bị gì? Kỹ năng mà làm cho vợ hạnh phúc là gì biết không? Đơn giản thôi. Cái đó chắc nhờ anh Quyền Linh chỉ em ạ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái nè. Con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ chào bạn nam bên kia và chào khán giả chương trình ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên Trần Ngọc Yến Thanh ạ. Con sinh năm 1993. Hiện tại là con làm để tập khách sạn. Ở đâu? Dạ em quê quán tại Cần Thơ ạ. Là em làm ở Cần Thơ luôn. Dạ em làm tại Cần Thơ ạ. Wow, là từ Cần Thơ mình lên đây mình ghi hình chương trình hả? Dạ. Bên nhà gái giới thiệu rồi, bây giờ em giới thiệu cho bên kia nghe đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào bạn nữ bên kia và tất cả quý khán giả đã có mặt tại chương trình hôm nay ạ. Em tên Võ Tấn An, em sinh năm 1991, em cũng đến từ Cần Thơ ạ. Ôi trời, vậy là đồng hương hả? Dạ, hiện tại em đang làm bên nhân viên văn phòng. Ở đâu hỏi bên kia có gần nhau không? Bạn nữ cho mình hỏi là bạn ở Cần Thơ nhưng bạn ở quận huyện nào vậy? Mình ở đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều ạ. Hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Là có gần nhau không mà mình không có rành địa bàn lắm. Dạ hiện tại từ Thốt Nốt đến Ninh Kiều cách nhau khoảng 50 km đó chị. Ở 50 gần xịt ha. Đồng hương là dễ nói chuyện rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ xác. Mình nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, hoạt bát với lại biết nấu ăn à. Còn cái nhược điểm của em thì em không có chịu được áp lực cao à. Mà cuộc sống bây giờ áp lực dữ lắm đó em ơi. Dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu thì em ít nói và hay ngại chia sẻ về bản thân cho đến với người lạ. Chia sẻ lễ tân được không? Dạ chắc được ạ. Em gái cho chị Lan biết là cái tình trường của mình như thế nào nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em cũng có biết vài bạn nhưng mà như là mình chưa gặp đối tượng phù hợp ạ. Thế là chưa quen ai hết? Nghe vài bạn là hiểu rồi đó. Tức là hồi nào giờ chưa có yêu ai luôn. Dạ không nha, tình yêu cũng chưa có thực sự. Chưa có tình yêu luôn, dạ. Chỉ có tình bạn thôi. Tình bạn à? Có nắm tay ai chưa? Như là cũng có rồi. Có nắm tay nắm rồi, tay rồi à. Quan rồi. Trọng là có được ai hung bao giờ vào mình hung bao giờ chưa? Có ai hung mình bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa rồi. Chưa ai hung hết. Khỏe re rồi đó. Thấy chưa? Bên đây Lan cười, qua bên đây. Cười khoái chí rồi đó. Chào nhà trai, nhà gái của tôi là chỉ có nắm tay thôi mà nắm tay tình bạn đó. Nắm tay bạn bè thôi đó. Ừ, chứ không có nắm tay một chút xíu gì là tình cảm đâu. Cảm giác quá tốt à. Quá tốt. Quá hả? Tốt à. Tình trường mình sao? Kinh nghiệm hơn bên kia không? Trước giờ thì em cũng trải qua 3 mối tình à. Vậy là kinh nghiệm dữ dằn à. Dữ dằn đúng rồi đó. Sao 3 mối tình đó, sao mối tình nào dài nhất nè? Mối tình đầu tiên là thời sinh viên và 2 mối tình sau là đi làm. Nhưng mối tình giữa là mối tình dài nhất ạ. Dài mấy năm? Khoảng 4 năm mấy. Wow, là dài đó. Sâu đậm rồi đó. Rồi sao chia tay? Dạ là do bạn nữ chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh. Lâu ngày thì sao mà cách lòng. Nên hai đứa cũng quyết định là đường ai nấy đi. Trời đất. Trời, từ Sài Gòn xuống Cần Thơ nó không có nhiều xa. Từ Cần Thơ lên Sài Gòn không có nhiều xa hết trơn á. Mày mới có nhiêu đó thôi mà sao mà cách lòng rồi. 4 năm rưỡi là người ta xa tới Hà Nội cũng còn yêu được nữa đó. Em với bạn là cũng như là thống nhất với nhau chia tay cũng hai đứa cũng như là nói một lượt kìa. À vậy đó hả? Ơi. Nói một lượt luôn. Chào cô gái Cần Thơ. Nãy giờ nghe câu chuyện bên kia con gái thấy sao? 4 năm rưỡi chia tay mà xa mặt cách lòng á, mình vậy có xa không? Con nghĩ là trung tỉnh, trung thành phố rồi cũng không xa lắm. Không xa lắm đúng năm không? 50 cây. Nãy giờ anh kia nói chuyện như vậy mình cảm nhận cái giọng nói của anh có ấm áp không, có nhẹ nhàng không, cái giọng nói nó có thấm vào mình không? Dạ cũng có ạ. Có đúng không? Giọng nói thì cũng ấm áp rồi. Ấm áp đúng rồi, dạ. Nhẹ nhàng đúng không? Không. Bạn gái là hồi nào giờ là có rất là nhiều người bạn nhưng là chưa tìm được người hợp. Vậy thì người hợp với em nó sẽ là như thế nào? Người mà hợp với em thì biết nấu ăn nè, biết chăm sóc gia đình, không gia trưởng, không như là nghiện rượu, không game gì đó. Không nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện game đúng không? Dạ không tứ đối tượng. Đó nãy giờ mình nghe bên kia nói mình có tin rằng bên kia không có những điều đó không? Dạ con chắc có thể là không tin. Tin đó.
Tứ đổ tường có dính cái nào không, nói để chị Lan biết, chị Lan qua kia chị Lan thương thảo cho. Dạ không ạ, em không có nghiện rượu, nghiện game, nghiện hút gì hết à. Có nghiện cái gì không? Dạ không ạ. Chỉ nghiện cô gái bên đó thôi là được rồi nghe. Dạ. Một cái mẫu hình lý tưởng cao thấp gì đó con có tưởng tượng ra không? Tôm người cao cỡ 1m7 trở lên, ngoại hình thì vừa nhìn nếu mà đẹp trai cũng được. Đẹp trai cũng được đúng không? Được. Ở đây dễ thương nha, 1m72 lận. Đẹp trai à? Ừ. Không có giỡn đâu. 1m72 chưa kể là mang đôi giày độn lên rồi được 1m74 nữa. Bên kia là cái yêu cầu nó cũng đơn giản lắm. Chị nghĩ là em đã đáp ứng được hết. Về ngoại hình thì em cũng đã đáp ứng được luôn. Vậy thì bây giờ cái nhu cầu bạn gái của em như thế nào? Hình dạng ra làm sao? Mẫu hình như thế nào? Tính tình ra làm sao? Dạ em cũng mong muốn tìm được một bạn nữ là cũng biết chăm lo cho gia đình. Biết luôn. Dạ, nữ tính, dịu dàng, dễ thương. Bên đó nữ lắm. Không có một miếng nam nào hết. Bên đây rất là cao, thì từ 1m58 trở lên là được á. Dư luôn. Ừ. Được rồi. Bây giờ á là anh thấy thế này là hai bên rất là hiền lành. Đúng luôn. Đúng rồi, dễ thương lắm. Nhẹ nhàng, rất là hợp tính nhau đó. Từ nụ cười tới ánh mắt tới giọng nói cho tới tính tình luôn. Mình thấy rất là hợp với nhau. Thôi bây giờ con đi với ai con? Dạ con đi với mẹ với anh trai con. À có mẹ hả? À. Rồi. Rồi chào nhà gái. Chào nhà gái. Chào. Bây giờ nhà gái cho xin ý kiến nè, thấy nhà bên nhà trai tôi sao nè. Xin chào hai MC. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào bên nhà trai. Bây giờ thì mẹ nhận xét là cậu này đó là cũng hiền lành, cũng có những đức tính là cũng là thuộc loại là thanh niên ngoan. Thì việc chuyện tình cảm đó là mẹ để cho tụi con là chủ động. Nếu con cảm thấy rằng đó là một nửa của mình thì đây là một cơ hội để tụi con tìm hiểu. Thời gian á thì nó sẽ trả lời tất cả những yêu cầu của hai đứa con để coi mình có hợp hay không. Dạ. Cảm ơn cô, quá trời tâm lý rồi. Tâm lý rồi. Người mẹ vợ tương lai quá tâm lý. Đi với ai? Dạ em đi một mình, do sáng đi với ba nhưng mà ba sức khỏe yếu đường xa, em kêu ba ở nhà để em đi với anh, có gì nhà anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan hỗ trợ giùm em. Yên tâm, có anh Quyền Linh rồi. Mở ra dễ thương lắm nghe. Nào đứng lên, chuẩn bị tinh thần hít hết sâu vô, cầm quà đi ha. Chuẩn bị bước qua nhà gái. Dạ hôm nay đến chương trình thì em có món quà này cho em, hy vọng là anh sử dụng hàng ngày thì sẽ vấn vương em. Anh cảm ơn, anh cũng dạ. Có món quà nhỏ để tặng em, hàng ngày em sử dụng đến em cũng nhớ đến anh ạ. Dạ em cảm ơn anh. Hỏi hai người nói chuyện nhau đi. Dạ vì anh chào em à. Dạ chào anh. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là rất là xinh đẹp, dễ thương và hiền. Em có cái cảm nhận gì khi lần đầu tiên em gặp anh không ạ? Lần đầu tiên thì em gặp anh thì em cũng có cái cảm nhận là anh là có cái sự ấm áp với lại nam tính, có sự chu đáo trong đó. Anh cảm ơn những lời nhận xét của anh. Em. Dạ, nếu mà mình hẹn hò thì một tuần mình gặp khoảng mấy lần? Một tuần chắc mình gặp một lần được. Tại thường thường anh làm thì anh nghỉ ngày cuối tuần á. Dạ. Hay là cuối tuần anh xuống Cần Thơ được. Dạ. Ừ. Em làm bên lễ tân thì buổi tối thì em sẽ rảnh. Tại cuối tuần thì em cũng rảnh luôn. Em có thường hay đi chơi, đi xem phim hay đi đâu không? Em thì thích đi xem phim với lại đi ăn uống hay hoặc là đi trà sữa. Em có câu hỏi nào để hỏi anh thêm không? Dạ, cho em hỏi là anh chuẩn bị gì cho việc lấy vợ chưa ạ? Thì anh cũng có chuẩn bị cho việc mình kết hôn ạ. Thì em cũng có chuẩn bị rồi. Em chuẩn bị gì? Như là chuẩn bị những kỹ năng mà để mình sau khi kết hôn chị. Như là kỹ năng nấu nướng rồi chăm lo gia đình. Kỹ năng chăm lo gia đình, cái này đúng, hay nè. Hợp lý đúng nha, rồi. Rất là hay nha. Còn không em chuẩn bị gì? Em cũng chuẩn bị về tinh thần và vật chất nhỏ. Ví dụ như tiền đám, tiền đồ đấy chị. Tiền đi rồi vậy. Là để dành rồi đúng không? Dạ. Mình chuẩn bị vật chất lớn được không? Mình chuẩn bị vật chất lớn được không? Dạ lớn thì chắc hiện tại là chưa được ạ. Chắc phải để thời gian sau. Đúng. Từ đúng. Lớn lớn gì? Thì người ta hỏi. Có tình yêu thì phải có từ từ nó làm nên vật chất thôi, chứ không phải lấy nhau có tiền sẵn đâu. Thì đúng rồi. Đừng có lo chuyện đó. Nhà trai tôi là yên tâm về tất cả mọi thứ, nhưng mà về kỹ nãy bên đây là kỹ năng về làm vợ đúng. Rồi đó. Mình có học kỹ năng chuẩn bị kỹ năng làm chồng không? Kỹ năng làm chồng thì em cũng có tìm hiểu sơ bộ. Thí dụ nếu làm chồng phải làm gì cho vợ nè, làm gì cho vợ hạnh phúc nè. Trước tiên là phải biết chăm lo cho gia đình trước. Ví dụ như là trong cái vấn đề xây sở, ví dụ như phải chia sẻ về cái công việc
cuộc sống rồi này nọ, là phụ vợ, phụ gia đình, phụ con rồi này nọ, làm những công việc lặt vặt ở nhà. Kỹ năng mà làm cho vợ hạnh phúc là gì biết không? Đơn giản thôi. Cái đó chắc nhờ anh Quyền Linh chỉ em ạ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc là sợ vợ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc là sợ vợ. Mình sợ vợ, mình tôn trọng vợ là vợ hạnh phúc liền. Vậy thôi. Đó ha. Là kỹ năng cứng cũng như kỹ năng mềm mà em cần phải có. Bây giờ hai đứa hai bạn này dễ thương. Tới gần một xíu đi nào. Xin đó, đưa cái tay bên kia. Mặt đối mặt, tay trong tay. Nhìn thẳng mắt nhau coi. Thì nãy giờ qua trao đổi thì em có cái cảm nhận gì về anh ở thời điểm hiện tại này? Dạ, thời điểm hiện tại thì em cảm nhận về anh là ấm áp với lại sống tình cảm. Nếu như hai đứa mình mà hợp nhau mà muốn tiến tới hôn nhân thì em dự định là thời gian nào là thích hợp nhất? Thì em nghĩ là trong năm nay. Rồi, bây giờ hát bài tặng cô gái đi. Anh cũng tặng em một đoạn nhỏ của ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Nắm chặt tay rồi nhìn bạn gái hát nè, cho nó tình cảm nè. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ bên nhau đến cả cuối đời. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu xin em hãy cứ tin. Em xin hát ạ. Gái hát hay quá. Nói với bác gái câu gì đi. Bác ơi, cho phép tụi con gì đó, thử nói câu đi. Cảm nhận con bác sao nói. Dạ, cả con xin chào bác gái ạ. Con xin chào mấy riêng gia đình ạ. Trước tiên là con cảm ơn bác gái đã dành thời gian để tham gia chương trình và cũng như đã đến đây để cho con có cơ hội được gặp bác gái và gặp em ạ. Dạ thì bác gái cho con xin một ý kiến nhỏ góp ý là bác gái có cảm nhận như thế nào về con để con có thể là thay đổi, bổ sung hay là sửa chữa gì hơn để con hoàn thiện sau này hơn không ạ? Bác cũng nhìn thấy con là hiền lành, nghĩa là trong cái lời nói và cử chỉ của con thì thấy là cũng thích hợp với con gái của bác. Còn gọi là những cái ưu và khuyết của con á, bác nghĩ là nếu mà con chân thành, trung thực thì hai cái đó nó sẽ quyết định cái tình cảm của con lâu bền. Dạ, con cảm ơn. Con gái muốn nói gì với mẹ không? Dạ, con hy vọng chương trình này thì con sẽ tìm được người theo ý của con, lại làm cho mẹ hài lòng hơn. Mà hy vọng là chương trình này sẽ cho tụi con có một cơ hội và một nửa yêu thương của con á sẽ gặp nhau. Dạ. Nhà gái có chịu nhà trai tôi không? Đã chịu. Chịu hả? Rồi bây giờ nhà trai thấy nhà gái tôi làm sao, có chịu không? Dạ thì em cũng muốn nhà gái cho em cơ hội để hai đứa mà tìm hiểu nhau ạ. Vậy hai đứa đứng yên, mình sẽ làm giúp cái việc cho hai đứa nha. Nhà gái nè, có bấm không? Dạ bấm. Nhà trai có bấm không? Dạ bấm ạ. Chúc mừng. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Hạnh phúc hai đứa sẽ là hạnh phúc của mẹ đang ngồi dưới đây. Xin phép bác cho con ngủ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác với là em cho con được hôn em ngủ hôn đầu tiên à. Đó, bác gật đầu rồi kìa. Bác gật đầu rồi đó. Má cho phép rồi má. Dạ. Người ta ngủ hôn đầu tiên trong cuộc đời luôn đó. Trân trọng tất cả những gì đầu đời của một người con gái nha. Dạ. Em trai nha. Dạ. Anh nghĩ rằng nãy giờ anh đánh giá không sai lầm người em đâu. Một chàng trai rất là hiền lành, chất phát, thật thà. Hãy giữ lấy cô gái hiền lành này nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Chị Lan hy vọng là cái sự khởi đầu này, một cái người con trai đầu tiên song hành cùng với em sẽ đi cùng với em đến cuối cái con đường. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn nha. Mời bạn ngồi. Bạn đâu xuất hiện tôi giật mình, tôi kiếm hoài không thấy. Bự vậy mà kiếm hoài không thấy. Tên là gì? Dạ em là Toàn. Toàn.
Nay mặc áo ấn tượng nha, tôi thích áo này nè. Thanh niên tình nguyện nè. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi, còn rất trẻ. Cũng rất cao. Cũng rất to. Cái gì? Cao to phải không? Cao rồi. To. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn. Ôi trời ơi, chị cảm ơn em. Lần đầu tiên có một người phụ nữ tử tế như vậy. Trời ơi, mừng quá. Em nói sao chứ thấy phụ nữ toàn là những người tử tế không à? Cái này tử tế đặc biệt riêng cho Cát Tường. À, em tên gì? Em tên là Lê Tuyết Nhung ạ. À. Lê Tuyết Nhung, dạ. Năm nay Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi ạ. À. 22 tuổi, Nhung dạ. Đang làm gì nè? Dạ em làm bếp ạ. À. Làm đầu bếp? Dạ. Ồ, là nếu nấu được rất là nhiều món ăn ngon đúng không? Dạ. Bạn có thích ăn uống không? Cái đó thì em cũng thích. Tôi xin hỏi bạn lý do tại sao hôm nay bạn đi đến đây để tìm một người hẹn hò mà mặc áo tình nguyện là sao? Có lý do gì dạ, không? Tại trong em công tác ngành đó, toàn mặc áo sơ mi trắng không à. Em nay mới mặc áo này cho nó nổi. Mặc áo này cho nó nổi. Bạn làm cái ngành gì mà mặc áo trắng không vậy? Sinh viên hả? Dạ không, em công tác tại tòa án Thuận An tỉnh Bình Dương. Dạ thư ký tòa. Thư ký tòa án? Thư ký luôn luôn xử những vụ án như thế nào? Chỉ hòa giải thôi chứ không có xử. Giải quyết những vụ án nhỏ như ly hôn hay dân sự nhỏ thôi. Ly hôn mà là nhỏ. Hồi đó giờ bạn có hòa giải thành công một cái vụ nào chưa? Ờ, thành công thì ít, còn đa phần ly hôn. Thành công thì ít, ly hôn thì nhiều. Để em coi. Dạ, chào chị. À, đây là gương mặt của người chuyên thất bại trong những vụ giải quyết ly hôn. Ủa sao em cười? Bạn này có nụ cười rất là duyên, rất là tươi. Giống như hai cọng chỉ mà dắt ngang vậy nè trời. Trời ơi trời, chắc tôi chết đi cái cặp này quá. Trời ơi là trời. Bây giờ em muốn bạn trai em đưa đi chơi là đưa đi đâu? Dạ hả? Em đưa ra vô, tòa. Em muốn vô tòa ngồi chơi không? Muốn được đưa đi công viên nè, đi sở thú. Trời ơi, cái gì vậy? Khoan coi liền, coi liền. Chào anh. Giờ mà còn tình yêu đi vô sở thú nữa. Em muốn kiếm con gì ở trọng? Con sở thú về nhiều khỉ lắm mà. Hả? Vô sở thú làm gì trọng? Dạ, thì em thích đến những cái nơi mà nó cảm thấy nó thoải mái, không có không thích đi như đi xem phim hay đi nó phải chờ chút xíu thôi, chờ chút xíu có nghĩa là không thích thấy con người chỉ thích thấy thú. Đúng rồi đó, anh muốn hỏi gì đó. Dạ, em mình em thích coi thú nhiều hơn đúng không hả? À? Dạ không phải, lâu lắm rồi tôi mới nghe cái người mà thích tình yêu trong sở thú nè, lạ quá. Anh đừng có trấn áp người ta vừa vừa đấy, người ta nói không, nha. Anh nghe ấn tượng quá, ấn tượng quá. Em muốn làm gì nữa nè? Em cũng không thích ai mà anh thích chó đâu. À, có ăn thịt chó không vậy? Chưa ăn bao giờ. Dạ. Được. Có ăn thịt cày không? Hai thứ đó như nhau mà. Rồi bây giờ bạn nghe bạn cái sở thích của bạn mà nói rồi. Giờ tôi hỏi sở thích của bạn là gì? Thích xem phim kinh dị. Thích đi nếu buồn thì đi dạo nơi đông người. À. Dạ. Trời ơi, một bên thì thích đi dạo nơi đông người, một bên thì thích đi dạo nơi không có người chỉ có thú. Vậy thấy không hợp rồi. Sở thú cũng đông lắm. Sở thú cũng vui lắm đúng không? Mẫu người của bạn là sao? Bạn thích cái người nam như thế nào? Dạ, hơi cao, hơi đô con nhưng mà không có bụng phệ. Không có bụng phệ nha. Cao đô con chứ không bụng phệ nha. Xin lỗi, đây không có phệ nha. Hóp vô đi cưng. Đây hơi bự chứ không có phệ nha. Thôi, lời nói nhiều cũng như không. Vấn đề là ta phải mặt đối mặt. Đó, tôi thấy bụng phệ rồi đó. Ráng hóp cái bụng vô đi. Hóp được chưa? Giờ cho nhìn cho nha. Em cứ phình ra lại đi, em có hóp. Hóp vô. Đừng có hóp. Ủa sao mình nói vậy? Không, đừng có hóp. Bởi vì đâu có bự mà hóp. Bây giờ kéo màn lên cho hai bên nhìn nhau. Ráng đi, hóp 2 phút. Hóp vô. Hóp đi. Rồi, say quá. Hóp đi. Bà cái từ bà ác quá ha. Quay vô mặt. Rồi, say quá. Dạ. Phụ nữ ga lăng nhỉ. Anh có phải là
người chịu đựng giỏi không á? Chịu đựng cái gì? Dạ, tại vì em có nhiều sở thích như là em hù mang người khác. Chờ em coi phim kinh dị. Cái đó. Em thì làm bếp nên em cũng hay nóng tính. Trời ơi, nóng bếp tính. Anh giới thiệu bản thân của anh cho em biết với. Ủa, nãy anh giới thiệu hết rồi. Những cái sở thích đặc biệt của anh không? Sở thích đặc biệt hả? Thí dụ như là làm mấy cái đồ thủ công như hẹn. Anh Thu thì thích làm đèn cày. Làm lồng đèn hay làm đèn cày? Thì Trung Thu thích làm đèn cày. Đèn cày mà dạng hình thù quá chứ không phải đèn cày thẳng. Nhanh lên, gần hết giờ rồi các bạn ơi, còn có 30 giây nữa thôi, nhanh lên. I love you. Cặp mắt giống bông công vậy, sợ gì vậy? Bạn chê tao hoài, tao có duyên gì mà chê hoài. Thôi hết giờ. Đã đủ thời gian để chúng ta cảm nhận. Mặc dù nó ngắn nhưng mà nó rất là nhiều ý nghĩa, bởi vì cái cuộc trò chuyện này rất là xúc tích, đầy hình ảnh quái lạ. Và bây giờ đến thời khắc quan trọng nhất, chúng ta quyết định là có nhấn nút để quyết định hẹn hò với nhau hay là không. Mời các bạn đặt tay ra phía sau, và sau 3 tiếng đếm của Cát Tường và anh Quyền Linh, chúng ta sẽ nhấn nút nếu đồng ý hẹn hò. Và không hẹn hò có nghĩa là không nhấn nút. Gì vậy ông, kiếm gì vậy ông? Ông thò cái tay ra thôi. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 3 Tôi cũng thích thấy cái trái tim màu hồng này lắm. Bạn đã thành công. Và hy vọng rằng sẽ không đưa nhau ra tòa để ly hôn. Bạn cảm nhận thế nào khi mà bạn này nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn? Tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu như bạn không nhấn, bạn ấy không nhấn nút thì bạn thấy sao? Cũng nhẹ nhàng luôn hả? Cũng bình thường. Bạn có biết tại sao mà bên đây nhấn nút chọn bạn không? Dạ không. Nhờ Cát Tường. Cát Tường kêu bạn hóp cái bụng vô. Bạn thích điều gì ở người phụ nữ này? Vui vẻ. Bạn nữ thích điều gì ở chàng trai đứng kế bên bạn? Dạ, em thấy có nhiều điều thú vị, em sẽ tìm hiểu sau. Khám phá ha, từ từ khám phá ha. Đó. Chúc mừng các bạn. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi, con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy hả? Ủa, dạ. Sao giọng Kiên Giang mà con nói giọng giống như là miền Trung vậy ta? Dạ, không biết. Đúng không? Dạ. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là dạ. Nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. À, dạ. Quận mấy đông? Dạ. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5, chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Nó yêu đời quá à. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung, hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương, cứ lên xuống thất thường. Lên xuống thất thường hả? Dạ, công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Môi giới chứng khoán hả? Dạ. Này cũng dễ ăn lắm mà, ngon lắm mà. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thật sự là ngồi đây con rất là run, nhưng đúng mà hả? ráng gồng vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Dạ. Con có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cho trước tiên, cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Cho những người mà gọi là không quan trọng thì con rất là dễ bị quên tên. Không quan trọng dễ quên luôn. Dạ, rất là dễ quên tên. Cái đó là khuyết điểm hầu như. Chú có bà có nhớ tên chú không? Dạ, xem chú nhiều trên truyền hình. Rồi, dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn dạ. Ưu điểm?
Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ, kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có thích... lầy không? Nhây hơi, cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Không, con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn kia khá là trầm tính. Trầm tính bên đây lầy nó dữ luôn. Dạ. Bây giờ bên đàn gái cho tôi biết đường tình duyên sao cái coi. Rồi, cứ nói đi. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? À, dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn. Dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Năm 2 đại học? Dạ. Rồi năm như vậy là tới nay là được mấy năm rồi không, ta? Dạ không, đến năm 4 là con hết rồi. Cô biết rồi, nhưng mà ý cô nói á, là từ lúc con biết yêu đơn phương cho tới bây giờ là mấy năm rồi? Dạ, năm khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi. Dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó, bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có rồi, mối tình nào đó. Rồi, con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ, con hiện tại đang có, đã từng trải qua 2 mối tình. Đã từng trải qua 2 mối tình. Đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ, dài nhất là một năm. Một năm. Xong rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Rồi khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. À. Nên trở thành bạn luôn. Dạ. Rồi, xong rồi đó. 2 mối tình. Dạ. Nhưng mà gọi là sâu nặng không? Sâu nặng không con? Dạ con thì khi mà thương thì con hơi bị lụy tình. Hơi bị lụy tình dương á. Nhưng mà nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi con. Ở không gần 2 năm rồi hả? Trời ơi. Đây ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm người yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Vậy đó hả? Rồi sao nữa? Dạ thì thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 trở lên là cao là ok. Rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc em sao? Con dạ tóc thì chấm ngang vai hoặc vài tí xíu cũng được. Vậy hả? Nhưng mà cái đó những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là nàng một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Tại vì những gì cô nói nãy giờ là có luôn á. Có không? Thiệt không? Thiệt. Để tôi qua tôi coi mắt này thì gái đó coi nè, sao qua nha. Đây. Công chúa hả? Đó, công dạ, chúa. Con chào chú Linh. Trời ơi, chào công chúa. Đó. Dễ cưng quá ha. Công chúa như viên kẹo vậy đó. 25 tuổi con hả? Dạ. Nhìn con không tới 25 tuổi đâu. Nhìn tưởng đâu 26, ý 21 chứ quên. À, dễ thương quá à. Tội chú Linh á, dàn con... xuống á, chú Linh bị loạn á. Dạ. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, dạ, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình đó. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan tường gì đó. Ba cái dạ, nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% chỉ có cái việc là tại vì cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. nhưng mà theo cái cạnh gọi là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Chỉ gọi là chiêu thôi. Trêu lầy thôi đúng không? Dạ. Lầy vui mà. Lầy quá nó hết vui thôi. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán.
tính toán. Dạ. Chứng khoán tính dữ lắm. Thì đó, nè đó, đó, đó tính. Tính hàng giờ luôn. Chứng khoán mà không tính là thua đúng không? Vàng đó. Lên xuống là chết đầu luôn. Vàng lên xuống mà còn muốn chết đây nè. Đó, bây giờ loạn rồi. Dạ. Nói gì? Hai mấy giờ xuống 51 trời ơi. Xuống nữa đó chứ. Hả? Xuống nữa hả? Dạ, thôi được nữa. Rồi. Thì đó, bây giờ người ta chứng khoán xuống nữa không con? Con khẳng định đi. Rồi thôi xong. Thôi xong. Thôi xong. Thôi được rồi, thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Đâu hai đứa em gái đâu? Dạ. Rồi hai đứa em gái. Em ruột không? Quá. Dạ áo đỏ là em ruột. Ừ. Vậy á hả? Ủa sao hai đứa giống nhau quá vậy? Giống giống nhau đó, hai đứa trang nhau luôn á. Ừ. Đeo kiến vô là nhận không ra luôn á. Rồi. Thôi thôi tụi con cho ý kiến coi nè. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Ừ. Thì con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Xứng đôi ha. Cảm ơn. Con hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa ống nước trong nhà. Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa ống nước trong nhà. À. Thợ sửa trong nhà, thợ sửa ngoài. Sửa ngoài luôn chú. Trời dạ. Ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Bắt nghệ luôn hả con? Vậy là khỏe rồi. Thôi vậy cũng được. Vậy an được tâm ha. Con, an dạ. Tâm. Thấy là em gái nói là được rồi đó. Con thấy hai người hợp đúng không? Dạ. Dạ em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Ừ. Rồi cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Dễ đứa trắng đứa đen. Ủa đứa đỏ đứa đen kìa. Ừ. Trời đất ơi. Được á. Ừ. Con đi với ai ạ? À? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Dạ. Đây chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Em làm chung bạn cũng 3 năm rồi. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Hy vọng hai dạ. Bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Em xin hết. Vậy đi, cho chúng cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Xoay ghế vào đây. Dạ. Rồi được. Bắt đầu đi nha con. Dạ. Ôi, dạ. Anh có quà, món quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Dạ. À, đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. À, em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Trời, anh cảm ơn em. Dạ. Gặp đúng ông sửa điện cho cái đèn ngủ ngon lành. Đèn này vĩnh dạ. Viễn không có hư luôn. Cái này mình mở được. Dạ. À, đập nó cũng cháy mà không đập nó cũng cháy luôn. Dạ. Rồi ok anh cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn. Tắt đi em. Chứ mở đèn ngủ lên nó ngủ giờ đó. À, do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên dạ. Cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á cũng lén mẹ có một cái quỷ viên gọi là quỷ đen á đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Dạ. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó. Thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng mong muốn hôm nay là có được một cái người gọi là giữ quỷ để giúp cho anh. Dạ. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. Dạ ở lần gặp đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? Cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức gọi là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Kèm theo đó là mới khen là chờ lại mưa đó. ông trời cũng mừng vui giùm con luôn đó. Dạ. Dạ. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Dạ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nó chắc cũng thiếu muối. Dạ. Anh cũng rất là thích cười, nói dạ. Chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Nhưng mà được cái là ví dụ như lúc nãy em có nói là em thích một cái mẫu người con trai mà ít nói á, thì dạ. Anh đối với gọi là công việc á thì anh nói rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà khi mà ví dụ như đi chơi giữa hai đứa thì hầu như là anh cũng là một trong những người ít nói. Dạ. Một trong người nói. Dạ không, nếu mà đi bên cạnh em á thì nói vui vui cũng được, đừng dạ.
Ủa rồi cảm nhận của em về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hai đứa hiền. Mưa càng lớn mình nói càng lớn, lớn ác ông trời luôn coi. Cái tông nó như vậy nha con. Cái tông nó như vậy. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình dạ. Ha. Anh cũng có một người ông anh cũng bên Tân Bình. Dạ. Cũng bên Tân Bình. À, nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, dạ. Lúc mà đăng ký chương trình thì đang ở Bình Dương. Dạ. À, chưa, em đến đây là không phải là do em tự đăng ký mà là do một bạn âm thầm đăng ký. Là à. Cũng tưởng là 4-5 năm sau mới được lên, lúc đó chắc khoảng 30 tuổi rồi lên chơi là vừa luôn. Nhưng mà không ngờ là chương trình gọi sớm vậy. Dạ. Ủa rồi em ở Kiên Giang là ở huyện nào nha? Ừ. Em ở huyện Gò Quao. À, Gò dạ. Quao ha. Dạ. Anh có thường hay xuống Gạch Giá chơi? Dạ, chỗ anh rất em là thích cũng... Kiên Giang. Dạ, cũng gần cô ba Giang. Anh cũng ngày trước cũng lập gia đình ở dưới đó. À, dạ. Quan điểm tình yêu của hai đứa thế nào, trao đổi với nhau đi. Quan điểm về tình yêu, về hôn nhân, gia đình. À, dạ, em hỏi anh nha. Ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Không biết anh sao, anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình đó phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Yeah. Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Yeah. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Yeah. Yeah, chứ không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ, yeah. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À, dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ anh làm được. Dạ, nhưng mà từ giờ nói chuyện là em không biết anh bao nhiêu tuổi. Anh bằng tuổi em. Ủa? Ủa chung nhiêu con? Dạ con 95 mà. Là 25 luôn hả? Dạ, dạ. À. Cũng 25 luôn. Hai bạn bằng tuổi. Dạ. Nhưng mà con chung nhìn già hơn bạn nữ bên đây nhiều. Ai nói già? Làm gì già? Buồn. Không có già con. Già hơn bên đây. Ờ già hơn bên đó một chút. Chứng chạc là... hơn đi. Dùng chữ chứng chạc hơn chứ không có dạ. Già hơn. Trẻ măng mà 25 dạ. Tuổi để mái tóc lạ dễ sợ không? Rồi bây giờ nè dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu thế nào nha, rồi khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Ngại chứ. Hay cho anh hỏi con nha chú. Ừ hỏi đi con. Nếu như mình bắt đầu quen nhau á, thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác và em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt, dạ chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À, tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà, tại dạ. Vì về nhà mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ em cũng vậy. Thì mình anh nghĩ là mình có thể là nên cho nhau một cái cơ hội để gọi là tìm, trước mắt là tìm hiểu nhau, kèm theo đó là nếu như gọi là hai đứa có thật sự có đủ duyên thì mình sẽ tiến xa hơn về cái chữ là tình yêu. Yeah. Rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? À, dạ. Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ, anh là con thứ. Dạ. Út anh ở nhà thì hiện tại giờ chỉ khoảng là 6 tuổi thôi. À. Đó. Nhưng mà cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói. Việc ở đâu nó không quan trọng. Ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Còn với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Cứ gửi tiền đều đều cho mẹ là được. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? À, dạ. Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam hợp lý. Nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Em thì em thích ba. Nhưng mà thích ba luôn à? Dạ. Ôi giời ơi. Nếu như tại vì thật sự cái cuộc sống mà mình không thể nào nói trước được điều gì, nhưng mà nếu như là vô tình, ví dụ như sau một thời gian thì anh nghĩ anh thích ba, hoặc là muốn có thêm một bé nữa để gọi là để nuôi thì mình cũng nên mà. Dạ. Tại vì ba mẹ anh tới 4 lần. Dạ. Tới 4. Dạ. Chú có 2 mà chú lo không nổi đó con. Ba là mệt lắm đó. Giờ hai đứa phải nói những cái mà những cái chưa gọi là chưa hoàn thiện của nhau á, để mà biết là mình quen nhau á thì mình sẽ có thể là chấp nhận những cái mà chưa hoàn thiện của nhau á con.
Nói thẳng ra là tật xấu đó con. Dạ. Anh có tật xấu gì không anh? Thì hầu như lúc nãy anh cũng đã nói rồi đó. Thì cái tật xấu của anh hiện tại giờ đang là gọi là ngủ nướng. Dạ. Cái vấn đề đó là tính chất công việc của anh là hay thức đêm. Đôi khi gọi là có thể thức 1-2 giờ sáng luôn. Thì cái việc gọi là sáng ngủ trễ một xíu thì đó là bắt buộc. Cái đó không phải tật xấu đâu, mà cái đó người ta làm việc rồi người ta ngủ thôi. Chừng nào thử có vợ coi dám ngủ tới giờ đó không? Con cái rồi tiền bạc rồi tùm lum la chứ. Bây giờ nè, hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi ha. Con tới con nắm tay Đông ha. Con hát con tặng bài nào đó xong Đông hát lại. Đó thí dụ như thế đó. Tí tới. Thôi con thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh phải nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Dạ. Trai An Giang về đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Mày trên TikTok à? Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con, nữ mình hát đi con. Dạ. Lẽ mình thua sao? Thiệt sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai dạ, hát. Con xin hát một đoạn thôi nha. Gửi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi. Hay mà. Được rồi. Hai đứa về vị trí đi nào. Bây giờ mình cũng có thời gian nói chuyện khá lâu trong một cái cơn mưa đầy lãng mạn. Bây giờ đã lúc hai đứa kiểm tra lại. Bây giờ mình có thể vui vẻ với nhau, chọc nhau, nói chuyện chơi. Như là đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại. Kiểm tra xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Sau lưng con à? Trước khi bấm con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Dạ. Nói vậy cho nghe. Nghe anh Trung anh nói. Con là gì Trung vậy? Dạ con Nguyễn Văn Trung. Trời ơi nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Có biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không? Dạ con biết nhạc sĩ vậy Nguyễn Văn Trung. Vậy mà không biết hát là sao? Hát hơi dở. Con nói đi. Dạ thì mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình, cái này là về phía anh thôi. Nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên đàn gái, cũng là một phụ nữ. Thì chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Dạ. Để con bấm luôn đi. Con không thấy. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Đường tình duyên của hai bạn cách nhau ở ngã ba lộ tẻ. Chỉ cần vượt qua nó là đã đến nhà nhau. Một bên Kiên Giang, một bên An Giang ha. Chuẩn bị. Hãy bấm bằng nhịp đập của trái tim nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Chính dạ. thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Khỏi được không chúng? Hả? Thấy bạn con hơi ngại. Hả? Sao? Sao con? Dạ. Nắm tay đi. Trung nó khôn dễ sợ luôn á. Trước khi nhỏ bấm là nó nhồi một cái câu, một cái tâm tình mà từ trái tim rồi. Sao nhỏ không bấm được? Chương trình bấm của họ đã gần 10 năm rồi. Rất nhiều bạn đã nắm tay và hôn nụ hôn đầu tiên. Và rất nhiều bạn cũng đã về chung một nhà. Rất nhiều bạn đã sinh con đẻ cái rồi.
Và nếu như chúng ta cứ cái duyên đó chúng ta tiến tới á, thì biết đâu ngày nào đó mình sẽ về nhà thổi cơm chung á. Dạ. Rồi bây giờ là Trung nói gì với gia đình của bạn gái đi. Cái quá khứ của Đông thì Trung không có mặt, nhưng mà cái hiện tại thì Tâm, cái hiện tại của Tâm thì và cái tương lai thì Trung chắc chắn sẽ tham gia. Xin cảm ơn bên nhà gái. Con kìa, con nói gì với em đi. Đó, em ngồi em chờ đợi kìa đó. Hai em. Con thì con em xin chị nha chị. Chị cảm thấy là chị cũng là một đứa mà cảm giác không có may mắn trong đường tình cảm. Hôm nay là gặp được anh của em cũng là một cái duyên, cho nên là chị nghĩ là chị sẽ cố gắng vun đắp để hai đứa tìm hiểu nhau hơn. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con. Dạ, cô. Con nắm tay thôi. Không có được. Con biết sao không, cái này nó là một cái nụ hôn để đánh dấu một cái ngày mà mình gặp được một cái niềm vui của mình, bước sang một cái trang. Con ở nước ngoài cái chuyện người ta nắm tay nhau, người ta ôm nhau, người ta hôn nhau, đó là chuyện hết sức bình thường. Con hiểu không? Đó, cho nên là không có việc gì mà mình phải ngại ngùng gì cả. Bởi vì tất cả các bạn đã đến đây đều theo một cái quy luật như vậy. Dạ. Cuộc chơi nó là như vậy rồi. Chúng ta cho một tràng pháo tay thiệt lớn nào. Chung thôi nha, đừng không tóc. Không đi Chung. Thôi bộ thôi nha. Trời ơi, nhẹ nhẹ thôi là sao nè. Dạ thôi chứ con. Ai mà như thế. Tóc tóc nha. Thôi. Dạ thôi cô ơi. Không, hôn má con. Dạ chứ không là con không có vượt qua được cái dạ. Đó vậy thôi, bình thường đó mà. Trời ơi. Rồi. Đây, giữ lấy đồng hồ này, tối nay về ngủ dạ. Cho nó ngon. Không có đồng hồ nó cũng ngủ quá giờ rồi. Đây là cái một cái voucher giảm giá của thương hiệu robot. Khi mà tụi con đi mua sắm những cái vật dụng làm mát cho gia đình nghe. Dạ. Trời ơi, nó xúc mồ hôi, hung má thôi mà xúc mồ hôi trời ạ. Dạ, con cảm ơn. Đây là cái gì đó, con muốn